cái bài này á, mình làm để cho các bạn nghe để người ta đều người ta order như thế nào. Trong cái bài này là order một cái bánh sandwich. Rồi bắt đầu này. Who's next? Me. Can I have a sandwich with cheese and tomato, please? Người ta trả lời. White or brown bread? Brown, please. Butter? Yes, please. Do you want salt and pepper? Just a little bit, please. Anything else with that? Do you have banana smoothies? Yes. Anything else? No, thank you. That's all. Right. That's $9.